Kính chào quý vị và các bạn. Dạo gần đây em thấy có một số các bác và anh em comment trên kênh YouTube của Airway 301 thắc mắc là vì sao dây loa lại có bốn lõi dẫn. Cũng có bác hỏi là dùng dây loa bốn lõi làm chi cho cực trong khi mất công chập hai lõi thành một. Vì có nhiều các bác và anh em quan tâm về cái chủ đề này như vậy thì em cũng xin phép và lên sóng một clip ngắn giải đáp về chủ đề này theo ý kiến cá nhân của em. Thì cũng rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ tất cả các bác và anh em để giúp tạo lên một môi trường chơi Auto nó trong sáng, lành mạnh hơn và hiểu biết hơn mỗi ngày. Người biết thì sẵn sàng chia sẻ cho người biết ít và người biết ít thì chia sẻ cho người mới chơi. Cũng rất mong muốn là nhận được sự đóng góp của toàn thể các bác và anh em khi theo dõi bất cứ video clip nào trên kênh YouTube của Airway 301. Từ khen, kể cả chê thì em đều ghi nhận. Chính những lời nhận xét như vậy nó giúp kênh hoàn thiện hơn và phát triển hơn mỗi ngày. Và quay trở lại với chủ đề dây loa bốn lõi dẫn. Không chỉ bốn lõi mà còn rất nhiều dây loa, nhiều lõi hơn như 6 lõi, 8 lõi, 12 lõi hoặc là nhiều hơn. Đặc biệt anh em thấy ở trên những dòng mà dây loa anh em làm show sự kiện sân khấu sẽ thấy có những dây loa nó to như cổ tay, bên trong có rất nhiều lõi và mỗi một cặp dây anh em dùng cho một loa. Ví dụ như là loa súp này, loa full riêng. Đấy, như vậy đảm bảo nó gọn dây hơn. Thế nhưng đấy là chơi sân khấu, thế nhưng mà thực tế anh em thấy rằng là kể cả ở loa gia đình thì nhiều anh em vẫn thấy rằng là dây loa bốn lõi nó vẫn rất là nhiều. Phải có một lý do nào đó thì dây loa bốn lõi nó mới được nhiều người ưa chuộng như vậy. Thì em xin phép đưa ra một vài cái lý do sau đây. Thứ nhất là dễ dàng, đấu BY và đấu BAM. Đấu BY và BAM là như nào? Tức là ở trên một số dòng loa cao cấp nó có hai cọc loa. Thay vì có một cọc loa nhé, còn lại có hai cọc. Một đường cho loa bass, một đường cho loa chép, đánh riêng biệt. Thậm chí là anh em có thể đánh PA, tức là dùng hai chiếc âm ly, một chiếc âm ly cho đường loa bass, một chiếc âm ly cho đường loa chép riêng để gọi đánh PA. Dây loa bốn lõi thì sẽ giúp chúng ta dễ dàng thực hiện điều đó nhé. Một cặp dây cho đường bass, một cặp dây cho đường chép. Đấy là một lý do hỗ trợ đánh BY hoặc PA. Dòng loa full ở những rắc Newtrick này này thì anh em tháo ra. Đấy. Tại sao rắc Newtrick nó lại có bốn bốn pin, bốn chân, một cộng một trừ và hai cộng hai trừ? Thông thường loa thông thường em chỉ cần đấu một cộng một trừ là chạy rồi. Thế nhưng vẫn có nhiều anh em chơi mạch phân tần chủ động bên ngoài, tức là một cộng một trừ anh em đấu vào cho đường bass, hai cộng hai trừ anh em đấu cho đường loa chép. Đấy, và anh em sẽ đấu cả bốn lõi dây này vào, và như vậy mỗi một đường anh em sẽ đánh qua phân tần chủ động và đánh với một chiếc âm ly riêng. Đấy cũng là một cách khi anh em đấu dây loa bốn lõi, cái đấy là một cái lợi thế. Lợi thế thứ hai mà chúng ta quan tâm đến đó là nó tiết kiệm không gian. Tiết kiệm không gian là sao? Tức là anh em có hai cặp loa và cũng có nhiều anh em đặt dây loa của em tiếp diện một ly rưỡi hoặc 2 ly. Bốn lõi như này anh em dùng cho hai cặp loa. Một con loa trên, một con loa dưới. Anh em tuốt cái dây nó dài ra, bốn lõi như này, tuốt dài ra. Ví dụ như hai loa cách nhau 1 mét thì anh em tuốt dài ra khoảng tầm 50 phân thì anh em tách này ra, anh em đấu cho hai loa, không phải là rất là gọn dây. Hoặc là một loa full, một loa súp thì anh cũng để dùng dây bốn lõi được, tiết kiệm không gian và nó gọn gàng. Thay vì dùng hai dây riêng biệt thì dùng dây bốn lõi nó tiện hơn nhé. Và lý do thứ ba em nghĩ rằng đây là một lý do chủ yếu và nhiều người sử dụng dây loa bốn lõi cũng như là hãng sản xuất dây loa bốn lõi là như vậy, chính là giảm nhiễu và giảm sự méo tiếng. Và theo những nghiên cứu, khi chúng ta sử dụng dây loa bốn lõi và cách điện từng lõi này và xoắn với nhau theo một chiều nhất định giúp chống nhiễu tốt hơn và giảm sự mèo tiếng trên đường truyền rất là tốt. Đây là cái lý do chủ yếu dây loa bốn lõi được ưa chuộng như vậy. Lý do tiếp theo mà nhiều người sử dụng dây loa bốn lõi đó là về cải thiện chất lượng âm thanh, giải tần số nó rộng hơn anh em nhé. Lý do thứ năm khi sử dụng dây loa bốn lõi này, anh em có thể tùy biến nhé. Tùy biến sử dụng, thích thì chúng ta đấu BY, thích đánh BA, có thể chập lại với nhau, rất tùy ý anh em sử dụng. Và em cũng có khách hàng chia sẻ với em khi đi dây loa sân khấu nó anh hay dùng bốn lõi dẫn như này, cho dù vẫn đấu hai chân một cộng một trừ vào cái rắc Newtrick này, thế nhưng mà trong trường hợp này đi sân khấu sự kiện này một lõi nó bị đứt thì vẫn còn lõi còn lại. Đấy cũng là một cái lý do hy hữu. Vừa rồi thì em vừa chia sẻ nhanh với các bác và anh em là năm cái lý do vì sao dây loa bốn lõi lại được ưa chuộng. Thì sau đây thì cũng xin phép được vài phút quảng cáo với anh em nào mà không thích xem quảng cáo thì có thể bỏ qua. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một vài dòng dây loa
bốn loại dẫn khá là chất lượng. Dây loa bãi nhặt của Podoteria. Podoteria nói cho anh em nào chưa biết với cả Hitachi là một. Đây là bản bốn lõi anh em nhìn này, 4C nhân 17 AVKG. Bên ngoài cái vỏ màu đen, bên trong là bốn lõi dẫn, mỗi lõi là hơn 1 ly một lõi đây anh em ạ. Vỏ bên ngoài là Teflon chống cháy, chịu nhiệt độ rất cao. Tách cho anh em xem bốn lõi dẫn này. Đồng tơ mạ bạc ấy, và sợi đồng nó nhỏ li ti hơn cả sợi tóc anh em nhìn này, nó lén cái dây này lại này, gần như là cái lõi to bao nhiêu thì cái ruột bên trong to bấy nhiêu, vì cái vỏ Teflon bên ngoài rất mỏng. Trên lo này thì anh em cứ chập hai thành một như này, một vế này là khoảng hơn 2 ly. Đấy, hơn 2 ly một vế như này, giá 90.000 đồng một mét. Thì lo bán nhật xịn cho anh em. Đấy, một loại to hơn một chút, có hai cái màu cho anh em nhé, một là màu trắng, hai là màu đen này này. Đây này, chỗ này của nó khoảng tầm 2 ly một lõi anh em ạ, cũng là dây Proteria luôn anh em nhé, bản to hơn này. Quý vị có thể xem mà. Đây này, tách hai lõi cho anh em xem này, đồng rất đẹp, 150.000 đồng một mét các bác và anh em nhé. Có cả màu đen và màu trắng, màu đen thì em còn nhiều, màu trắng thì còn là phần này thôi. Và cái loại thứ ba rất là phổ biến và nhiều anh em chơi, đó là dòng dây loa của Maxitot. Bản này đặc biệt là thiết kế chống nhiễu một chiều, em kết nối theo chiều mũi tên từ âm đi từ cục đẩy đi ra phía loa speaker, made in US đây. Dây bốn lõi dẫn, anh em thấy bốn lõi dẫn này, và bên trong mỗi một lõi nó sẽ có một sợi bạc ở giữa nữa, đồng thì nhiều nhưng mà vẫn còn lõi bạc. Và anh em chú ý nhé, lõi bạc này chúng ta cần tách cái vỏ Teflon ra này, đấy lõi bạc ở giữa đây cũng nữa này, và dùng cho nó dùng bình thường em xoắn hai lõi này lại. Dây loa Maxitot này giá 190.000 đồng một mét, thì bên em hỗ trợ là chuốt sẵn âm dương, chia đầu bọc co cho anh em, hoặc DIY đầu jack theo yêu cầu. Vừa rồi thì em vừa chia sẻ nhanh với các bác và anh em một vài lý do vì sao dây loa bốn lõi được ưa chuộng, cũng như là tranh thủ giới thiệu anh em ba mẫu dây loa bốn lõi đang được yêu thích tại Equipment 1. Cảm ơn các bác và anh em, xin chào và hẹn gặp lại.